Phẫu thuật chữa thai ngoài tử cung không phải là quá phức tạp, vậy nhưng sau đó, cơ thể người phụ nữ rất yếu và mất nhiều máu, cổ tử cung cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Chính vì vậy, nếu không có một chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Sau đây là 8 thực phẩm mà mẹ bầu cần bổ sung vào thực đơn mỗi ngày để giúp cơ thể sớm khỏe lại. 1. Cá tươi. Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất tốt cho những người mới ốm dậy, trong đó có cả những mẹ bầu mới mổ thai ngoài tử cung. Những loại cá thu, cá hồi rất giàu sắt và omega 3 sẽ giúp thúc đẩy quá trình tạo máu, thúc đẩy quá trình hồi phục sau khi phẫu thuật. 2. Thịt lợn. Đây cũng là loại thực phẩm các chị em không nên bỏ qua. Lý do là bởi trong quá trình mổ thai ngoài tử cung, người mẹ sẽ bị mất máu và cần phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể mau chóng hồi phục. 3. Thịt gà. Trong thịt gà có chứa rất nhiều chất phốt pho, giúp phục hồi các chức năng của cơ quan trong cơ thể như gan, thận, thần kinh trung ương để các cơ quan hoạt động tốt hơn. 4. Trứng. Sau khi mổ thai ngoài tử cung, cơ thể chị em thường rất mệt mỏi và khi ăn sẽ không có cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, trứng là thực phẩm có chứa nhiều dinh dưỡng và các chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất, rất tốt cho quá trình hồi sức nên các mẹ hãy ưu tiên sử dụng nhé. 5. Sữa ít béo. Sữa và những chế phẩm từ sữa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chị em vừa mới làm phẫu thuật thai ngoài tử cung. Nhóm sản phẩm từ sữa giúp cung cấp protein cho cơ thể và đồng thời cũng thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục của tế bào. Trong đó, để tránh tình trạng ợ hơi xảy ra thì chị em không nên uống quá nhiều sữa, không uống sữa khi no, hạn chế uống sữa nguyên kem, ăn thêm sữa chua. 6. Thịt bồ câu. Món ăn từ chim bồ câu rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là sắt và vitamin B6 từ nguồn đạm sẽ giúp cho thúc đẩy quá trình tạo máu, tạo điều kiện cho quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn. Ngoài ra, các axit amin từ thịt chim bồ câu như tryptophan sẽ giúp tinh thần được thư giãn. Vì thế thì chim bồ câu không chỉ là món ăn bồi bổ về thể chất, cung cấp máu mà còn hỗ trợ về tinh thần, giúp người bệnh nghỉ ngơi tốt hơn. 7. Uống đủ nước. Bổ sung đủ nước cho cơ thể để giảm sự bay hơi nước của cơ thể, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn. 8. Rau xanh và trái cây. Chứa hàm lượng vitamin tự nhiên dồi dào, việc bổ sung trái cây và rau xanh sẽ giúp dễ tiêu hóa, bổ sung protein, chất sắt, giúp phòng tránh tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Sau khi phẫu thuật thai ngoài tử cung, việc chú ý trong dinh dưỡng cũng như trong sinh hoạt vô cùng quan trọng. Hy vọng với những thông tin trên sẽ mang đến những điều bổ ích giúp chị em chăm sóc sức khỏe tốt hơn.